Xin chào các bạn. Các bạn đang xem thấy một con ốc trong series kinh nghiệm nuôi cá cảnh được mình thực hiện liên tục, và mình sẽ dựa trên những lời khuyên của cá nhân cũng như sự góp ý từ một số tiền bối khác. Có bạn hỏi là con ốc này nó là ốc hại hay là nó sẽ giúp ăn rêu? Thì cái này thì nó là cả hai luôn. Nếu mà trong hồ mà đói không có gì ăn á thì nó cũng ăn mấy cái rêu hại. Nhưng mà nếu như không có rêu hại thì nó có thể là ăn luôn cả một số cái cây thủy sinh. Nó không có ăn hết, nó ăn kiểu nham nhở các bạn. Rồi có khi là nó cũng giúp tiêu thụ bớt cái thức ăn thừa từ cá. Nhưng mà sợ nhất là nó phá cây thủy sinh. Vậy nên các bạn đừng để cái loài ốc này nó sinh sôi quá nhiều. Nếu như nó quá nhiều, các bạn có thể là mỗi ngày ra ngắm cá đó, các bạn lấy tay bóp nhẹ một cái là nó vỡ cái vỏ nó ra rồi, và con ốc này sẽ trở thành mồi cho bọn cá. Chúng ta tiếp tục qua vấn đề khác. Một bạn xin kinh nghiệm nuôi cá con, bởi vì bạn nuôi mà ngày nào nó cũng chết một vài con. Bạn cho nó ăn cám thái và có hút đáy đều đặn. Mình dựa trên cái hình mà bạn cung cấp thì đoán là có lẽ bạn cũng chỉ nuôi các dòng cá bình dân, chứ chưa phải là đầu tư bài bản để nuôi các dòng cao cấp. Vậy nên mình sẽ chia sẻ với bạn cách đơn giản. Đó là bạn hãy đảm bảo là cái chỗ mà nuôi cá con của các bạn á, nó không cần phải là nước quá cao, nhưng hãy rộng rãi một chút. Nhiều khi là nhiều bạn cứ nuôi cá con ở trong cái khay, rồi cái hộp nhỏ là cá nó dễ chết dần chết mòn lắm. Và các bạn cũng nên cho nhiều rong, bèo vào cái chỗ mà các bạn nuôi cá con á, thì cá của các bạn nó sẽ sống khỏe hơn. Về vấn đề thức ăn thì các bạn chỉ cho cá nó ăn một cái lượng vừa phải thôi. Còn nếu mà các bạn sợ là nó dư, nó hư nước cái thức ăn đó các bạn, thì các bạn có thể cho thêm một con ốc vào. Ví dụ như là ốc gạo chẳng hạn, thì cái con ốc gạo đó nó sẽ ăn những cái thức ăn dư thừa, có thể là nó bị chìm ở dưới đáy chẳng hạn, làm cho nước nó không có bị ô nhiễm nữa. Việc thay nước thường xuyên có thể giúp cá con nó lớn nhanh hơn, nhưng việc này chỉ nên dành cho những bạn thứ nhất là có kinh nghiệm, thứ hai là nguồn nước nó ổn định. Tất nhiên là chúng ta cũng chỉ thay một phần thôi, nhưng mà có nhiều nơi á, nước nó phèn, nó thế này thế nọ, nó thực sự là không tốt lắm, thì đôi khi việc thay nước thường xuyên nó lại trở thành con dao hai lưỡi. Mình thấy chỉ cần cho nhiều rong bèo này, rồi cái kích thước hồ nó rộng rãi một chút xíu này, và cho ăn vừa phải là coi như là cá của chúng ta sẽ sống vô tư rồi, ít khi nào bị chết lắm. Tất nhiên là chúng ta đã loại trừ cái trường hợp là nguồn nước bị ô nhiễm, có mầm bệnh ở trong hồ rồi nhé các bạn nhé. Chúng ta qua vấn đề khác. Một bạn hỏi là nuôi cá bằng nước giếng có được hay không. Cái câu này mình trả lời khá là nhiều lần rồi. Thì nước giếng á, nó rất là chung chung, mỗi nơi nó mới khác. Nhiều khi cái giếng ở miền Tây á, nó khác, mà miền Trung nó khác, rồi ven biển nó khác, ở vùng cao nguyên nó khác, cái thành phần nước nó khác, cho nên là không thể nào mà có một cái câu trả lời chính xác được. Vậy nên với vấn đề này, các bạn đừng bắt chước người khác một cách rập khuôn, khá là nguy hiểm cho cái hồ cá của các bạn đấy. Nếu các bạn mới có dự định nuôi cá và chưa biết là cái nước giếng của mình nuôi có được hay không, thì các bạn có thể thử nghiệm nuôi nước giếng với một vài em cá tạp thôi, cá mồi, cá bình thường thôi. Nếu mà nó sống khỏe thì mình mới áp dụng sử dụng nước giếng để nuôi những loại cá xinh đẹp mà mình dự định ban đầu. Về vấn đề xử lý cái nước mà nó chưa ổn để nuôi cá thì giờ xử lý làm sao? Thì có rất là nhiều cách, có thể là sử dụng hóa chất hoặc là sử dụng lọc này nọ. Nhưng mà cái cách đơn giản nhất dành cho những bạn gọi là cái cách con nhà nghèo á, đó là các bạn hãy sử dụng hồ chứa này. Thứ nhất là ngâm cái nước giếng này. Thứ hai á, là cho nhiều rong bèo vào và nó sẽ hấp thu bớt những cái chất có hại ở trong nước đi, thì cá nó sẽ sống tương đối ổn. Các bạn cứ áp dụng hai cái điều đó. Thứ nhất là có một cái hồ dự phòng để ngâm cái nước đó cho nó lâu vào. Thứ hai là trong hồ dự phòng đó cho thêm rong bèo các thứ này nọ vào để cho nó hấp thu những cái chất ở trong nước. Đó là cách đơn giản và tiết kiệm nhất. Chúng ta tiếp tục một vấn đề mới. Một bạn chụp hình một con tép sông, tép đồng, và hỏi là nó có ăn cá hay không. Thì câu trả lời là có, nhưng mà nó có thể khiến cho chúng ta ỷ y bằng việc là nhiều khi thả vào trong hồ á, cả chục ngày, có khi cả tháng chẳng thấy nó ăn gì hết, chẳng thấy nó ăn cá gì hết. Bỗng một ngày kia, lúc mà chúng ta không ngờ thì nó lại ăn. Thì thực ra khi mà cho con tép này vào trong hồ á, nó sẽ ăn tùm lum thứ hết.
nó có thể là ăn thức ăn của cá, nó ăn thức ăn thừa, rồi có thể là nó rỉa một chút của cây thủy sinh, rồi cũng có thể vào cái ngày mà vào ban đêm á các bạn, cá của chúng ta hay ngủ á, ít bơi á, thì nó sẽ tiến hành săn mồi. Đó là đối với những loại cá nhỏ mà phù hợp để nó săn. Vậy nên nếu các bạn tính thả những con tép mà nó có kích cỡ như thế này vào trong hồ thì cần cân nhắc kỹ lưỡng nhé. Phải so sánh nó với lại kích thước của cá để đảm bảo rằng cá không bị ảnh hưởng gì cả. Một bạn khác đặt câu hỏi, các bạn đã cho cá ăn sáng chưa? Câu trả lời của mình là mình cho cá ăn sáng rồi. Đùa chút thôi, chúng ta qua vấn đề khác. Một bạn hỏi xin cách trị mấy con sán ở trong hồ. Có khá là nhiều cách đơn giản, ví dụ như là các bạn có thể cho thêm một vài con cá mún vào, nó sẽ ăn sạch sẽ, hoặc là một ít cá châm, cá nê ông này nọ, nhiều loại cá nhỏ nhỏ đó các bạn, nó sẽ sơi tái cái bọn sán này luôn. Dĩ nhiên là các bạn cần để cho mấy con cá nó đói đói một chút để cho nó săn sán, săn giun có hiệu quả nhé. Bây giờ chúng ta qua vấn đề khác về cái hồ tráng xi măng. Thì có nhiều bạn hay nọ hỏi á, là chét xi măng như vậy rồi bây giờ ngâm nước á, rồi ngâm chuối rồi ngâm thêm cái gì nữa này nọ. Thực sự là đâu phải chuối là cái câu trả lời duy nhất đâu. Thực sự á, là mình hiếm khi nào mình ngâm với chuối lắm. Tại vì đâu có cần gì phải gấp đâu. Ngoài ngâm với chuối thì các bạn có thể ngâm với phèn chua, hoặc đơn giản nhất các bạn chẳng phải ngâm cái gì hết, có mỗi nước thôi. Cứ cho nước vào, ngâm ví dụ như là sáng cho nước vào, chiều lấy tay ấy các bạn, mình xoa xoa mấy cái thành hồ với đáy hồ để cho nó ra mấy cái mụn xi măng đấy đi, rồi thay nước, rồi cho nước mới vô tiếp. Cứ siêng xả vài ngày là tới khi nào mà cái mặt nước á, nó không còn cái váng của xi măng nữa, là mình bắt đầu mình thả vài con cá mồi vô để mình thử nghiệm xem là cá nó sống khỏe chưa. Nếu sống khỏe rồi là coi như là đã thành công rồi, bắt đầu nuôi cá chính được rồi. Chứ thực sự là mình ít khi nào mình cho chuối hay là phèn chua lắm. Chúng ta đến với một vấn đề về tiểu bảo tháp. Có bạn hỏi là tiểu bảo tháp bây giờ bạn tỉa mấy cái lá ở bên dưới đi rồi, nó còn mỗi cái ngọn với cái thân như vậy thì nó có sống hay không? Câu trả lời là nó sống, mà nhiều khi nó còn sống khỏe nữa đó. Thậm chí là có khi nó còn đâm thêm chồi ở cái phần thân nữa. Cho nên bạn cứ yên tâm nhé. Mấy cây tiểu bảo tháp của bạn nó bị rêu tóc cho nên bạn mới phải tỉa nó đi như vậy. Thì nếu mà rêu tóc nó còn ít ít á, lúc mà mới xuất hiện á, bạn có thể cho thêm một ít cá mún vào, cá đuôi kiếm cũng được, để cho nó ăn bớt cái rêu tóc đấy đi. Chúng ta đến với một khía cạnh khác. Có bạn đăng một hình hồ cá của bạn rất là đẹp, kèm theo cái status đó là chơi sao cũng được, mình thích là được. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn ấy. Nhất là trong trường hợp mà nuôi cá, thì có nhiều bạn á, con cá của mình nuôi đang đẹp, tự nhiên có người khác vô bình luận là ôi con này nó không thuần chủng rồi, con này nó lai tạp rồi, thế tự nhiên cái xem thường con cá của mình. Nếu các bạn không phải là những tay chơi chuyên nghiệp, chỉ muốn nuôi cá để thư giãn, thì hãy tận hưởng cái hồ cá của các bạn nhé. Câu hỏi cuối cùng, một bạn hỏi là cái cá này là cá gì? Thấy nó giống bảy màu mà nó trắng chứ không vàng vàng như bảy màu. Thì bạn đăng cái hình ấy, trong đấy có mấy con màu đỏ và mấy con màu trắng nhợt. Thì không phải là mấy con màu đỏ nhé, ý bạn là mấy con màu trắng đó. Thì cái cá này chúng ta có thể bắt gặp nó ở một số kênh, mương hoặc là ở ngoài sông. Nhìn nó hơi hơi giống cá bảy màu, cũng hơi hơi giống cá bạc đầu, nó có cái chấm ở bên trên. Nhưng mà đều không phải, cái cá này nó không có chấm gì hết, nó không có màu gì mấy. Và ở chỗ mình thì người ta gọi nó là cá ăn muỗi. Các bạn có thể tìm cái tên này ở trên Google và nó sẽ cũng ra cái loại cá này. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ cho cái video này. Nếu các bạn gặp vấn đề gì đó trong quá trình nuôi cá thì hãy bình luận ở bên dưới, rất có thể mình sẽ chia sẻ vấn đề của bạn với mọi người ở trong video tiếp theo. Bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.